Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tia nắng và một chút hiệu ứng về màu sắc. Thì về tạo tia nắng, cái chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cách làm ngày hôm nay. Ví dụ như ở đây một cái mẫu các bạn có thể thấy cái tia nắng xuyên qua cửa sổ. Về cái hình này mình không tin là khi chụp đã như vậy đâu, mà chắc chắn là xử lý rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thực hiện một bức trông giống như thế này, nhưng mà về cái bụi, cái hạt bụi như thế này thì có lẽ rồi. Ok, mình sẽ chia sẻ luôn ngày hôm nay. Ví dụ như ở đây thì có một cái tấm khác mình đã từng làm cách đây vài tháng, thì nó cũng là thuộc dạng một tạo tia nắng. Lúc đầu nó không có, nhưng mà khi mình thêm vào thì nó ra một những tia nắng như thế này, thì nhìn nó sống động hơn. Tuy nhiên các bạn nên lưu ý về cái ảnh mà các bạn thực hiện, thì chúng ta nên lựa những cái ảnh có một nguồn sáng mạnh, có một nguồn sáng mạnh cho bức ảnh. Và đối với vật vật chủ của chúng ta, để ánh nắng chiếu vô thì chúng ta nên có một cái viền nó sáng. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy viền sáng và một nguồn sáng mạnh. Ở đây viền sáng là cái phần bị hắt vào như thế này, và phần áo chú rể. Tuy nhiên ở đây thì mình không có nguồn sáng, nhưng mà nhìn nó sẽ không thực ra lắm, bởi vì các bạn thấy ở đây có vùng áo cô dâu nhưng mà nó không vô tới, thì nó nhìn nó vẫn không được tự nhiên. Thì để ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái stock này. Cái stock này thì mình sử dụng, mình đã chụp chắc được hơn một năm từ cái lúc mà mình còn chưa biết chụp. Thì ở đây trong cái tấm hình này có nguồn sáng mạnh ở phía này trắng hết, và phần chủ thể là bạn nữ này thì trên khuôn mặt của bạn ấy có cái nguồn sáng chiếu vô, nhưng mà ở đây mình không nhìn thấy cái tia nắng. Thì bây giờ mình sẽ tạo tia nắng. Mình sử dụng Photoshop CC và mình sẽ kéo stop vô. Cái thể loại thêm ánh sáng này vô thì nó không có yêu cầu chúng ta về chất lượng hình ảnh bao nhiêu, bởi vì các bạn có thể thấy ở đây cái kích thước của nó, kích thước tấm hình của mình là 1000 x 1500. Nếu mà tính ra thì nó chỉ có 1.5 megapixel á. Thì các bạn có thể thấy là cái tấm hình nó không thực sự là lớn, bởi vì cái điện thoại smartphone của các bạn là thừa sức được hơn 1.5 rồi. Được rồi, giờ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu tạo tia nắng. Thì việc đầu tiên mình sẽ tạo một layer trống để chúng ta thêm tia nắng vào. Các bạn click vào new layer hoặc là bấm Ctrl Shift N. Mình sẽ tia nắng, đặt tên cho nó tia nắng. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một công cụ nào đấy để chúng ta bôi cái màu vô. Thì ở đây mình sử dụng công cụ này để mình tạo vùng tròn trước, sau đó mình sẽ đổ màu vào trong cái vùng tròn đó thì nhìn nó sẽ liên tục hơn, thì nó hay hơn. Đầu tiên mình sẽ chọn cho một điểm để mà chúng ta bắt đầu kéo, thì cái đường này sẽ là đường mà tia nắng đi tới. Mình sẽ chấm đại thôi, chúng ta không cần phải chính xác. Rồi, mình quay lại tạo một đường nữa. Đây mình thêm một đường nữa. Ok, mình sẽ quay lại và kết thúc vùng chọn. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây là cái vùng mà mình đã chọn. Thì bây giờ mình sẽ đổ màu vào. Theo kinh nghiệm của mình thì khi mà chúng ta đổ màu, chúng ta không nên đổ màu trắng, bởi vì mắt thường chúng ta nhìn ở đây thì có vẻ là màu trắng, chúng ta đổ màu trắng vô. Nhưng mà thực ra thì màu trắng, cái màu mà chúng ta đang nhìn ở đây này, nó thực sự không phải là trắng. Bởi vì các bạn có thể thấy cái vùng này nó hơi có phần, cái white balance của tấm này có thể nó hơi hơi là cao, cho nên là nó sẽ hơi ám vàng, chứ nó không có thật
có thật là trắng. Cho nên mình sẽ chọn cái công cụ Eye Probe Tool này để mà chúng ta lấy mẫu, click và lấy mẫu vào cái vùng màu có sẵn của hình thì nó sẽ tự động nhập vô đây. Thì các bạn chọn cái layer tia nắng và các bạn đổ màu lên, bạn click vào, ok xong. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái tia nắng mà chúng ta đã tạo. Thì cái này nhìn đây các bạn, nó chưa có thật sự là đẹp, nhưng mà từ từ nó chỉnh thêm. Ở đây mình có cái hình cái ghế. Lưu ý với các bạn là khi mà chúng ta tạo tia nắng thì chúng ta nên để ý cái khung cửa sổ, bởi vì bạn để ý đấy, cái phần khung cửa sổ thì chắc chắn nắng không thể nó xuyên qua cái khung cửa sổ được rồi, cho nên là nó sẽ tạo ra những cái vệt đen. Ở đây mình cố tình tạo những cái vệt đen này, nhưng mà thực ra là ngoài chẳng có gì cả, nhưng mà mình vẫn tạo đây để nhìn cho nó sinh động hơn. Nhưng mà đối với những cái hình mà chúng ta có thể nhìn thấy cái khung cửa thì các bạn nên tạo ra những khoảng trống như thế này xuyên qua từ khung cửa xuống, thì chúng ta sẽ có những cái khoảng đen như bị khung cửa che, thì nó sẽ rất là chân thực. Rồi các bạn giảm opacity của cái tia nắng đi để nó hơi mờ đi một xíu. Rồi và các bạn chỉnh, đây là overlay, các bạn chỉnh cái chế độ cái screen mode này thành overlay của tia nắng nha. Rồi đây là trước và sau, ở đây nó hơi bị lem vào trong người mẫu một xíu. Mình sẽ chọn công cụ tẩy để tẩy đi. Hannes, các bạn chỉnh về 0% để chúng ta có cái vùng chuyển màu được sắc. Còn nếu các bạn để 100%, các bạn thấy này, nhìn nó không có đẹp. Chuyển hết về 0% và bắt đầu bôi đi những phần dính vào người mẫu. Bạn bôi đi. Ok. Việc tiếp theo chúng ta sẽ tạo cho cái màu, cho cái tia nắng này nó được thật hơn. Các bạn chọn cái layer, chọn layer tia nắng. Bạn vào filter blur, Gaussian blur và chỉnh cho nó nhòe ra. Ở cái Gaussian blur này chức năng của nó là làm nhòe. Chính xác là làm nhòe. Thì các bạn có thể thấy cái viền, các bạn càng tăng lên thì viền nó càng đậm. Thì ở đây mình sẽ chọn cỡ 30. Ok, các bạn click ok nha. Rồi khi chúng ta làm như thế này thì cái vùng nối này nó sẽ, cái vùng mà chúng ta hồi nãy tiếp giáp và chúng ta xóa đi, nó sẽ không được đẹp cho lắm. Thì các bạn vào, vẫn chọn layer tia nắng, filter blur và chọn motion blur. Thì cái chức năng của motion blur này là đưa cái những cái pixel điểm ảnh trong cái layer chúng ta đang chọn theo, nó sẽ kéo dài ra theo một hướng nhất định. Thì ở đây thì cái tia nắng của chúng ta đang là góc từ trên xuống, khoảng cỡ cái góc này là bao nhiêu độ ta, nói chung là khoảng 45 độ. Thì mình sẽ để hơi lệch xuống một xíu, để hơi lệch xuống một xíu theo cái chiều của tia nắng. Rồi các bạn tăng lên tùy ý. Ở đây mình để hơi cao một xíu, 205 pixel. Hãy click ok. Ở đây là tia nắng của chúng ta đã tương đối rồi. Tuy nhiên thì để cái tia nắng này nó cái để ý khi mà chúng ta nhìn những tia nắng thì hầu hết lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy có một chút bụi ở trong đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ tạo bụi. Có rất nhiều cách để tạo bụi. Các bạn có thể lên Google và search Google dust tiếng Anh, texture, đây có sẵn dust. Sai chính tả. Vậy ta không có. Rồi vậy thì chúng ta sẽ phải tự tạo. Các bạn tạo một lớp layer mới. Mình vừa mới bấm Ctrl Shift N để mà tạo thêm một layer mới. Và đây mình sẽ tạo là bụi.
layer này chúng ta sẽ để bụi, tạo một chút bụi vào trong đấy. Thì đối với bụi này, với cái việc làm bụi này, mình sẽ tạo, ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái brush. Đối với những bạn chưa biết thì brush thì nó là công cụ này, brush tool. Đối với công cụ này, mặc định của các bạn sẽ có những cái loại bút, loại cọ, nó được Adobe làm sẵn cho chúng ta. Tuy nhiên thì cái này mình không dùng được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái brush. Rồi, các bạn tạo một file mới, file new, và để kích thước là 500. 500. Đấy, click OK. Các bạn cứ việc để nền trắng và bắt đầu chúng ta tạo. Thì cái bụi này mình muốn tạo cho nó hình dạng nó hơi có theo hình dạng tròn, nhưng mà nó sẽ hơi là hơi hơi linh tinh, cho cái vị trí của nó được đảo lộn, nên mình sẽ thu nhỏ lại một xíu. Click đây, thu nhỏ hơn xíu nữa, click đây, click đây, xong. Thì cái brush sau khi mình chỉnh, mình đã xong thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Các bạn sẽ vào Edit, chọn Define Brush Preset, click OK, và mình sẽ chọn ở đây là bụi, đặt tên cho cái brush mà chúng ta vừa tạo, click OK. Thì tự động bạn sẽ nhìn thấy đây, đây là cái brush mà chúng ta vừa tạo xong. Rồi các bạn quay trở lại. Thì nếu các bạn chỉ để như thế này, nhìn nó, các bạn chỉ chấm 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 nhìn không hay ha. Thì chúng ta có một cách để chỉnh lại cái hiệu ứng cho brush. Các bạn click vào đây, hoặc là bạn Windows chọn brush hoặc bấm F5, các bạn sẽ thấy nên cái bảng chỉnh brush như thế này. Các bạn chọn là Shape Dynamic. Nói thật với các bạn thì cái vùng cái bảng chỉnh này mình cũng chưa thật sự là thuộc hết được, chưa chưa có chưa có thật sự nắm rõ được là nó những chức năng thì nó như thế nào. Nhưng mà ở đây thì các bạn có thể tự, đối với những thằng mò học mò như mình thì chúng ta cứ nghịch, chẳng có vấn đề cả, sai thì Ctrl Z lại. Ở đây cái Angle Register đúng không nào? Mình đẩy lên 100%, các bạn để ý nó sẽ xoay tròn. Thì cái việc làm này nó sẽ giúp cho cái brush của chúng ta được, để ý thấy ha, cái brush của chúng ta, nó xoay tròn liên tục, nó không như lúc đầu, nó là như lúc đầu nè. OK, cái size editor mình cũng đẩy nó lên thì nó sẽ làm đều hai đầu, chứ nó không có, đây là lúc đầu này. Thì hồi nãy mình đang để pen pressure thì tùy theo lực nhấn của bàn vẽ, thì bởi vì mình đang sử dụng bàn vẽ chứ mình không sử dụng chuột, cho nên các bạn có thể chỉnh về pen pressure giống mình để cho nó dễ nhớ hơn. Sau đó các bạn vào clustering, thì cái này nó sẽ làm cho cái khoảng cách đây luôn luôn có một cái mẫu phía dưới này chúng ta kiểm tra, nó đơn giản hơn. Rồi mình đã đơn giản đã xong, đây là cái sau cùng mà mình đã tạo. OK, mình sẽ tạo một layer đặt tên là bụi. Rồi, sẽ khá là to nên mình sẽ chỉnh nhỏ lại. OK, tốt. Và mình sẽ chọn cái màu, lấy mẫu màu cái vùng sáng này vì lý do như lúc đầu mình đã nói rồi. Để sau đó các bạn chỉnh nhỏ brush này và bắt đầu vẽ. Các bạn cứ việc vẽ về những vùng sáng, lưu ý là chỉ những vùng sáng thôi, còn cái vùng ngoại biên
vùng tối này thì chúng ta nên hạn chế, nhìn nó sẽ thật hơn. Rồi, này là bụi lớp đầu thì chúng ta sẽ filter. Thì mục đích của mình là mình muốn cho nó tạo cảm giác như là có hạt bụi ở xa, hạt bụi ở gần. Thì những hạt bụi ở xa, các bạn thấy ở đây cái vùng xa phía ngoài này nó đang hơi bị nó blur, thì nó hơi có mờ ra, có hiệu ứng mờ của cái ống kính. Thì mình cũng sẽ làm cho cái bụi của mình giống như vậy. Thì cái lớp bụi đầu tiên thì mình sẽ vào filter blur, Gaussian blur để nó hơi mờ ra, hơi mờ một chút. Ok, giảm opacity đi. Và mình tạo tiếp một lớp bụi tiếp theo. Các bạn có thể chỉnh lại chút xíu. Spacing này là khoảng cách giữa các vùng, giữa các phần brush với nhau. Nếu mà bạn để spacing bằng 0,0% hoặc là 1%, cái khoảng cách rất là nhỏ thì cái brush của bạn nó sẽ đều liên tục. Các bạn sẽ thấy rõ điều này nếu như là để chúng ta để như thế này, spacing thì nó sẽ đều liên tục. Nếu mình không tắt cái này đi, nó sẽ đều đó. Còn nếu các bạn đẩy lên thì nó sẽ giãn cách ra. Cái này sẽ tùy vào mục đích sử dụng của các bạn ha. Lại cái brush. Cái brush đâu rồi? Đây. Click này lên. Ok, ở cái lớp này thì mình sẽ cho nó hơi lớn hơn một xíu. Vẫn click nhẹ nhàng thôi, click nhỏ thôi. Ok, xong. Cái này mình cũng sẽ cho nó blur nhưng mà chỉ nhẹ một xíu thôi. Nào, bạn sẽ đi. Tiếp tục tạo tiếp một lớp bụi nữa. Là này nhỏ thôi. Những cái này mình sẽ làm cho nó sáng. Ok. Mình sẽ group bằng cách chọn chọn cả ba layer bụi này, mình thả kéo thả vào folder. Thì đây sẽ là cái folder bụi của chúng ta. Trông cũng hơi xấu nhưng mà cố gắng làm nhỏ hơn với cái brush này một chút nữa thì nó sẽ có lẽ sẽ hay hơn. Rồi, mình tạm chấp nhận như vậy đây. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để làm tia nắng nó đẹp hơn nữa. Thì các bạn tạo layer mới. Ở trong cái layer này thì chúng ta để cái brush, cũng xài cái brush bụi như hồi nãy. Các bạn để cái layer to lên, cứ để to lên, hơi lấn một tí ra ngoài tí mình xóa cũng được không sao. Rồi, ok. Các bạn chọn cục tẩy và xóa đi những cái phía ngoài. Ok, các bạn vào chọn cái layer tạo hiệu ứng và filter blur, motion blur và chỉnh cho cái hướng xe nó ra và chỉnh cái này cao lên xíu. Ok. Rồi ở đây các bạn có thể thấy những cái vệt, những cái đốm đốm hồi nãy nó sẽ đã bị kéo dài ra như là cái tác dụng lúc đầu mình đã nói. Thì các bạn ở đây có thể giảm opacity đi một xíu, nhìn cho nó hay hơn. Ok, nhìn cũng khá là lung linh rồi nhưng mà nói thật là mình cũng chưa có hài vừa ý với cái này lắm. Chỉ có cái này không thì có thể có lẽ nó đẹp hơn nhưng mà lỡ làm rồi cứ để đây. Để xịn được rồi. Ok, vậy là coi như phần tia nắng của chúng ta đã xong. Thì các bạn có thể thấy
cuốn hết cái này vào đây, trước và sau khi chúng ta tạo tia nắng. Cái này các bạn có thể áp dụng được cho rất là nhiều trường hợp, bởi vì mình biết những cái bạn chụp tin tin số phong chúng ta thường hay ra ngoài ngoài trời, thì đặc biệt là khi các bạn chụp vào vùng trưa nắng mà các bạn đứng phía dưới cây á, thì thường nó sẽ có những cái phần bóng đổ nặng và phần có phần bị cháy sáng, thì những cái đó các bạn có thể áp dụng cái tia nắng này, nó sẽ khá trông khá là lung linh. Các bạn có thể không làm bụi cũng được, nhưng mà mình nghĩ nếu mà chúng ta chăm chút hơn một xíu nữa thì sẽ hay hơn. Nghĩa là tia nắng. Và bây giờ mình sẽ tạo chút hiệu ứng màu sắc. Thì ở cái bức hình này thì mình không màu này mình cũng không có thích lắm, bởi vì nó ám vàng quá, trong khi cái quan điểm riêng của mình thì mình luôn luôn muốn là trong một bức hình thì nó sẽ có luôn luôn có một vùng màu nóng và một vùng màu lạnh, hoặc là đan xen với nhau để con mắt của chúng ta nhìn nó trông hài hòa hơn. Còn nếu mà nó chỉ vàng khè hoặc nó xanh lè thì nhìn nó rất là khó chịu cho con mắt của chúng ta, và nhìn nó không được hài hòa, không được ấn tượng cho lắm. Thì ở đây mình cũng sẽ làm như vậy. Ở cái vùng highlight này, cái vùng highlight mình sẽ cho nó hơi có chút màu vàng. Mình sẽ kích màu vàng có sẵn của ảnh lên. Còn cái vùng tối phía dưới này mình muốn cho nó có một chút màu xanh. Thì ở đây mình sẽ chỉ sử dụng duy nhất một công cụ, đó là curve. Về curve này thì nguyên lý tác dụng của nó, các bạn, nó sẽ vào RGB là tập hợp cả 301. Thì ở đây các bạn có thể hiểu là chỉnh sáng thôi, đây sáng tối. Còn green, blue, red thì ba kênh màu này các bạn hiểu là RGB á, thì cái hệ màu chúng ta dùng là RGB thì nó sẽ ở đây kênh blue, nếu mình tăng blue lên nó sẽ tăng thì màu xanh trong bức hình của chúng ta sẽ tăng mạnh lên. Còn khi giảm xuống thì cái màu đối nghịch của màu blue sẽ là màu yellow, thì nó màu vàng. Thì cái quy tắc đối nghịch này thì các bạn có thể tìm ở trong, mình tìm được gọi này không có rồi. Thì các bạn có thể để nhớ cách duy nhất dễ nhất thì các bạn cứ kéo lên kéo xuống, bạn sẽ biết được hai màu đối nghịch với nhau như thế nào. Đối nghịch với blue là yellow ha, đơn giản ha. Tiếp theo là green, đối nghịch với green màu tím magenta, và đối nghịch với red là cyan, màu xanh giống như xanh nước biển á. Sao thì ở đây mình muốn tăng cái màu xanh, mình muốn có chút màu xanh ở phía vùng shadow là vùng tối. Thì ở đây cái vùng phía sau này là vùng tối, ở phía trước là vùng sáng, thì mình muốn tăng màu xanh ở vùng tối, mình sẽ tăng phần này lên, và ở đây nó hơi bị căng lên nên mình sẽ giảm xuống một xíu, thì nó đã hơi có một chút màu xanh. Các bạn để ý mình sẽ chỉ kéo một chút, đừng tăng quá mạnh, nếu không nó sẽ bị bệt màu, nhìn rất là kỳ. Và ở màu green, cái vùng line này mình muốn nó hơi một chút chút màu vàng, mạnh lên xíu. Ok, cái màu xanh này nhìn nó chưa đã lắm, thì bây giờ mình muốn nó có chút màu cyan, chút màu cyan. Ok, và màu green, cái green này mình muốn ở cái phần trung, cái màu, cái nhiệt độ màu trung tính trong cái tấm hình của mình, nên mình sẽ nâng phần giữa và để nguyên hai đầu, mình chỉ đưa lên hơi một xíu. Ok, như các bạn có thể thấy trước và sau khi chúng ta làm cái màu này, thì nếu các bạn để ý thì hình như nó hơi giống cái màu của Instagram thì phải, đúng không? Ok,
đây như màu vàng mình chưa thích lắm, mình sẽ thêm màu vàng nữa ở cái phần highlight. Để thêm màu vàng thì mình sẽ vào kênh blue, bởi vì blue đối nghịch với màu vàng, mình muốn chỉnh màu vàng kiếm màu blue và mình giảm cái màu blue đi thì nó tự động sẽ tăng cái màu vàng này cho chúng ta. Ok, chỉ một chút thôi. Ok, nhấn click chưa có sao. Rồi các bạn có thể thấy tác phẩm cuối cùng của chúng ta, trước và sau khá ấn tượng ha, nhìn nó có vẻ mộng hơn, mộng mơ hơn một chút. À, mình thử tắt cái đợt này coi sao. Ok, nhìn như ổn hơn. Có lẽ chúng các bạn nên chăm chút hơn một xíu vào cái bụi này. Rồi, cái phần tối của mình đến đây là kết thúc. Thì mình nếu các bạn thích tool này thì bạn cứ like và subscribe cho kênh của mình và mình sẽ ra đều đặn. Ở cái phần tool sau thì mình đang dự định là sẽ làm hiệu ứng làm mờ nhòe xóa phông bằng tay á, xóa phông bằng tay hậu kỳ cho tấm hình của các bạn. Tuy nhiên thì cái phần đấy nó lại rơi vào một cái trường hợp nữa là phải chúng ta biết cách tạo vùng chọn và ứng dụng layer mask. Cho nên là ở cái tool sau thì mình sẽ giới thiệu layer mask và hướng dẫn tách nền. Bởi vì trong phần tách nền này thì đơn giản là tạo vùng chọn thì mới tách nền được, cho nên là mình sẽ hướng dẫn tách nền và hướng dẫn sử dụng layer mask. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.